Chào bạn, trong video này thầy gửi đến các bạn nội dung của lý thuyết hóa hữu cơ. Vấn đề nó về công thức cấu tạo. Chúng ta nghiên cứu phần 36. Đó là công thức cấu tạo của hợp chất có công thức là C3H4BrCl. C3H4BrCl. Để biết được công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ thì nhiệm vụ của bạn là cần phải đi tính K hợp chất hữu cơ. Trong hữu cơ thì carbon chúng ta là hóa trị 4. Hydrochlorobromiốt chúng ta là hóa trị 1. Chúng ta sẽ tính K hợp chất hữu cơ. K đây chúng ta sẽ bằng số liên kết pi cộng cho vòng. Và bằng 2S4 cộng S3 trừ S1 cộng 2 tất cả chia 2. Trong đó S4 là hóa trị 4, S1 là hóa trị 1. Trong trường hợp này S4 của chúng ta đó là carbon 2 nhân 3 trừ đi S1. S1 chúng ta là bằng số hydro là 4, brom là 1, clo là 1 cộng 2, tất cả chúng ta chia cho 2. Thì đây mình tính được số liên kết pi đây và V, pi cộng V bằng 1. Như vậy với trường hợp này thì bài toán chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp một tức là ở đây nó sẽ thỏa mãn với liên kết pi bằng 1. Liên kết pi tức là có liên kết đôi CC. Thì để làm thì chúng ta sẽ hiểu như thế này. Ở đây mình là C3H4. C3H4 của chúng ta sẽ có một bộ khung. Nghe cái rõ nha. C3H4 chúng ta có một bộ khung. Và nhiệm vụ chúng ta điền một liên kết đôi CC vào. Thì vì công thức này là công thức đối xứng, cho đó đây liên kết pi chúng ta điền vào một vị trí. Rồi, dựa vào liên kết pi này thì chúng ta sẽ điền brom với clo vào. Sau khi điền brom clo vào thì nhiệm vụ em điền hydro nữa là xong. Đây thầy sẽ giải thích cho bạn rõ. Ở đây mình để nguyên mạch ban đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điền tất cả các vị trí nó vào là xong. Rồi, đầu tiên chúng ta thử nha. Đầu tiên mình sẽ điền brom vào hai vị trí, đó vị trí số 1 và vị trí số 2 đầu tiên này, hai vị trí này đây. Để cho bạn hiểu là mình sẽ cho một khái niệm màu hồng chẳng hạn. Clo đây, brom đây. Và để bạn hiểu chính xác hơn thì mình sẽ ghi một cách tương tự nữa. Đó là chúng ta đảo chỗ cho nhau. Đổi chỗ lại là brom clo. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì em sẽ di chuyển ở vị trí số 13, vị trí đầu và vị trí cuối. Như vậy đây là clo. Bên này là brom. Sau đó em đảo là xong, bởi vì công thức này không đối xứng em nhé. Clo brom bây giờ là brom clo đó. Tiếp tục em đó là gì? Xong bây giờ chúng ta sẽ đến cái trường hợp đó là nó nằm ở hai vị trí cuối cùng. Hai vị trí số 2 và vị trí số 3. Như vậy đây mình sẽ gắn clo vào, brom vào. Đây clo, đây brom. Và đây ngược lại, đây brom, đây clo. Rồi, chúng ta còn một cái trường hợp nữa thôi. Đó là hai brom, một nguyên tử brom và một nguyên tử clo sẽ gắn vào một vị trí carbon. Để gắn vào một carbon thì chúng ta có hai trường hợp. Một là gắn ở đầu, hai là gắn ở cuối. Mà lý do ở đây ở giữa nó không thỏa mãn, bởi vì sao thì giờ thích cho bạn hiểu này. Cái carbon ở giữa chúng ta đang là 3 liên kết, tức là hóa trị 3. Nếu em thêm 2 vô nữa thì là hóa trị 5, vô lý. Như vậy đầu tiên thầy cho nó gắn các vị trí đầu tiên đi. Vị trí cuối cùng, đây clo, đây brom. Còn đây, đây clo, đây brom. Như vậy đây là tất cả đồng phân mà nó sẽ chứa liên kết đôi CC. Nhiệm vụ của các bạn còn lại đó là điền hydro.
Điện hydro đúng thì chúng ta làm đúng thế thôi. Đây là H. H3 đúng C3 H4 luôn. H H3. Tương tự dưới này thì đây là H. Đây H và đây là H2. Tiếp tục, đây là H2. Đây là H2. H2, H2. CH2. CH. CH. CH và đây là CH3. Đó là trường hợp mà chúng ta sẽ có tương ứng với một liên kết pi. Bây giờ chúng ta đến trường hợp 2. Trường hợp 2 thì mình đổi màu cho bạn dễ nhìn. Trường hợp 2. Trường hợp 2 chúng ta bây giờ nó sẽ có một vòng. Vì đây chúng ta có 3C thôi thì chúng ta sẽ vòng ba cạnh. Rồi, vị trí này chúng ta gắn carbon vào. Bây giờ chúng ta có các trường hợp như sau. Clo, brom gắn vào một carbon. Ở đây thì nó lại nha. Ở đây nó sẽ gắn brom vào bên bên này. Clo vào bên này. Ở đây nó gắn vào một vị trí. Hoặc là nó gắn vào hai bên. Bên này clo, bên này brom. Nếu ngược lại là như nhau vì độ xứng em nhé. Sau khi em làm xong rồi đó thì nhiệm vụ còn lại điện hydro. Điện hydro thì khá là đơn giản, không có gì cả. Đây là CH2. 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 Chúng ta điện cho đủ hết triệu 4 thôi mà, có gì đâu. Và theo đánh giá của mình về câu hỏi này thì đây là một câu hỏi khó nha. Có ở chỗ là các bạn phải tính được cái K và phân tích được cái liên kết pi như thầy á. Một cái vòng thì bài toán này sẽ dễ. Như vậy, đối với hợp chất này thì chúng ta có tất cả là 10 công thức cấu tạo. Trong đó có 8 cấu tạo mạch hở và 2 cấu tạo mạch vòng.